Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1 năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu thuộc các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành dự hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương nêu rõ, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Hội thảo là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn gian khổ hy sinh cũng như thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúc kết kinh nghiệm quý báu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học tập trung vào các nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ, tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, đưa ra những đánh giá, nhận định, giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú nhân dịp đón xuân Canh Tí năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành cùng 300 phóng viên, nhà báo địa phương và thường trú trên địa bàn tỉnh, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua, đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao hoạt động, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí, các cơ quan văn học nghệ thuật, đội ngũ, nhà báo, phóng viên, nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú đã luôn theo sát, phản ánh kịp thời các thông tin, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và bảo tồn bản sắc văn hóa. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn học nghệ thuật, phát động các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật phục vụ sự kiện quan trọng của tỉnh. Việc thực hiện quy chế phát ngôn ở cơ sở, quan tâm đầu tư thay đổi giao diện của báo Lào Cai điện tử để phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả, có cơ chế khen thưởng, nâng tầm giá trị giải tại các cuộc thi của tỉnh, việc sử dụng quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật. Nhân dịp xuân Canh Tí 2020, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú dồi dào sức khỏe, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Thực hiện quyết định số 2086 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người năm 2019, huyện Bắc Hà hỗ trợ trên 4 tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Phù Lá trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2019, huyện Bắc Hà đã triển khai hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Phù Lá giai đoạn 2017-2025 với tổng kinh phí là 4 tỷ 035 triệu đồng, thực hiện tại 7 thôn của 5 xã được phê duyệt. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 là gần 2 tỷ 200 triệu đồng. Kinh phí thực hiện năm 2019 là trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Thông qua đó góp phần duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Phù Lá. Xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào một cách bền vững nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn bản, nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Phù Lá, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác của cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh đã tích cực đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Những xuất quà là sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai
đối với những cống hiến của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc. Phóng sự được thực hiện tại huyện Bảo Thắng. Đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi lại tại gia đình ông Hoàng Văn Túc ở Làng Bạc, xã Xuân Quang. Mặc dù năm nay đã 65 tuổi, lại là người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học diện 41-60%. Song ông Túc và gia đình vẫn luôn gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và các quy định của địa phương. Đặc biệt, ông còn chủ động phát triển các mô hình kinh tế như trồng bưởi, trồng rau, nuôi gà để tăng thêm thu nhập, trở thành gia đình có mức sống khá trên địa bàn. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là từ đối với lại Trung ương thì có quà của Trung ương, về nước, còn đối với tỉnh có quà của tỉnh, huyện thì có quà của huyện. Đặc biệt nhất là các cái đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy xã, ủy ban xã, rồi thôn bản thì là mình cũng là phải làm sao để mà thứ nhất là vận động gia đình, vợ con. Đấy. Thứ hai là đối với lại nhà bà con xóm xóm làm sao mà khu dân cư là giữ được cái mối tình cảm đoàn kết cũng như là cái trách nhiệm của mình đối với lại các cấp để mà xây dựng là quê hương. Hiện nay huyện Bảo Thắng đang quản lý 5.720 người có công, trong đó có 4.660 người đang hưởng trợ cấp một lần, 1.060 người hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong dịp Tết Canh Tý năm 2020, ngoài được nhận quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh, huyện cũng đã chủ động cân đối nguồn và huy động xã hội hóa để có thêm hàng trăm suất quà trao tặng cho các gia đình có công trên địa bàn. Thì chúng tôi mong muốn và chỉ đạo là người có công thì phải có cái điều kiện tốt hơn, ít nhất phải bằng với lại cái người dân trung bình ở huyện Bảo Thắng. Chính vì thế cho nên là huyện đã chỉ đạo là các xã thị trấn và các cơ quan liên quan rà soát trước Tết, là rà soát đến từng hộ người có công để xem xét hoàn cảnh, nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của người có công. Từ đó thì huyện cũng có cái chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, một là thực hiện tốt cái chế độ chính sách của người có công, thứ hai là về quà tặng thì trao quà tặng kịp thời của trung ương, của tỉnh. Thế và huyện thì cũng cấp kinh phí ra để tặng quà cho người có công, để đảm bảo làm sao người có công, tất cả mọi người có công ở trên địa bàn huyện thì đều đảm bảo cái Tết vui vẻ. Từ ngày 10 tháng 1, tức là ngày 16 tháng 12 âm lịch, huyện Bảo Thắng đã thành lập nhiều đoàn công tác, chuyển những suất quà mang nặng tình cảm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tới các gia đình có công với cách mạng. Một số trường hợp do những lý do khách quan cũng đã được cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp nhận, chuyển tới tận tay gia đình có công. Ngoài các cái đoàn mà đã đi thăm và tặng quà trực tiếp thì còn lại thì các ủy quyền lại cho các xã thị trấn thì hiện nay các số đối tượng đấy đã được nhận quà và về cơ bản là chúng tôi phấn đấu là đến ngày 28 sẽ xong. Tuy nhiên trước ngày 28 thì chúng tôi sẽ có thành lập chỉ đạo các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ sẽ phối hợp cùng với các xã thị trấn để rà soát và nắm bắt tình hình để đảm bảo các đối tượng người có công đều được có quà Tết và không để tránh trùng chéo. Và tránh trường hợp có những mà có nghĩa là bỏ sót không có đối tượng để không được các xuất quà Tết theo như chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Không riêng ở Bảo Thắng, mà theo kế hoạch trong dịp Tết Canh Tý 2020, sẽ có khoảng 3.580 người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, được hỗ trợ với mức 500.000 đồng trên một người từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh. Những hoạt động ý nghĩa như vậy đã góp phần tạo động lực quan trọng để các gia đình thêm yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phấn đấu trở thành những gia đình mẫu mực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tặng quà các gia đình là hộ nghèo, hộ chính sách tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa nhân dịp Tết cổ truyền. Hai đơn vị đã tặng 60 suất quà đến hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá các phần quà là 30 triệu đồng. Xã Ngũ Chỉ Sơn mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã là Tả Giang Phìn và Bản Quang, với khoảng 1.300 hộ dân. Đều là hai xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và đời sống kinh tế xã hội của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, đại diện hai đơn vị mong muốn nhân dân cần nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế để xóa nghèo. Trên thực tế, trong năm 2019, xã Ngũ Chỉ Sơn đều thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ rau theo tiêu chuẩn an toàn. Hiện dự án này đang tiếp tục thực hiện trong năm 2020 với việc mở rộng quy mô liên kết, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm rau ra nhiều tỉnh.
Vì vậy, các hộ nghèo ở xã Ngũ Chỉ Sơn cần liên kết với các hợp tác xã để trồng rau đạt các tiêu chuẩn an toàn trên chính những chân ruộng của gia đình. Đây là cơ sở để các hộ thực hiện xóa nghèo và xây dựng xã Ngũ Chỉ Sơn đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong những năm tới. Trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai vừa tổ chức chương trình Chào Xuân Canh Tí 2020 với chủ đề Trao yêu thương, nhận hạnh phúc. Tại chương trình, nhiều phần quà hấp dẫn đến từ các đơn vị, các nhà hảo tâm đã được trao tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ngoài ra, trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở còn trích một phần kinh phí để dành tặng những phần quà thiết thực cho các em học sinh ở các trường học kết nghĩa ở Bắc Hà, Mường Khương và thành phố Lào Cai. Sự quan tâm động viên hỗ trợ của nhà trường cùng với sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên và liên tục trong nhiều năm qua, nhất là dịp Tết đến xuân về. Đây là những hoạt động ý nghĩa vừa khích lệ tinh thần, vừa tiếp sức kịp thời, tạo động lực giúp học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên học tập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.